2018 á. Thì em cũng đang khỏe mạnh bình thường, làm việc bình thường vậy thôi. Thấy chân của mình nó bị tê, có một cái cục máu đông á, nó tắc ngay cái động mạch chủ của mình. Thì bác sĩ mới thông báo với em là em phải cưa chân, chứ bây giờ không còn cách nào để mà cứu được. Thì lúc đó em tỉnh dậy, thì sau khi em sờ hai cái tay của mình vào hai cái mỏm cụt á, thì mình mới bắt đầu mới biết là mình cắt chân rồi. Chào ba mẹ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cộc 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 cộc. Và hôm nay anh rất muốn biết rằng là nhân vật mà Ngọc Lan sẽ đưa Quốc Thuận đi đó là nhân vật gì ạ? Bây giờ mà em giới thiệu nhân vật đặc biệt nữa thì nó cũng kỳ. Tại nhân vật nào của Gõ Cửa Thăm Nhà cũng rất là đặc biệt. Thôi thì bây giờ muốn biết nhân vật tuần này đặc biệt như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân Ngọc Lan và Quốc Thuận thì quý vị sẽ biết đặc biệt ở chỗ nào nha. Rồi đi. Bên đây nè anh ơi. Hồi hộp quá, không biết nhân vật này là nhân vật gì đây. Em chào anh chị. Ôi, chào em. Rồi bây giờ trước khi mà bước vô nhà em thì anh và chị Ngọc Lan thay mặt chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà gửi tặng em một món quà. Dạ em cảm ơn anh chị và chương trình đã tặng em món quà này. Mời anh chị vào nhà em chơi. Mời mọi người. Mời quý vị theo. Hôm nay thì là anh được Ngọc Lan dẫn tới đây để mà thăm nhà của em. Đó thì bây giờ trước tiên em giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Tô Đình Khánh. Em năm nay 30 tuổi. Em quê gốc thì ở Hà Tĩnh, mà còn sinh thì sinh ở Đắk Lắk. Em có thấy có một cái điểm nó giống nhau ở đây không? Tô họ Đình. Tô. Còn tôi là gì? Tô Hòa Thuận. Chào người anh em. Dạ, em chào họ. Dạ. Em có thể giới thiệu sơ về công việc của em hiện tại? Thì em hiện tại kinh doanh, em bán hàng online thôi. Nói chung là em bán được cùng 3 năm nay rồi. Một mình em với một cái gian hàng nó rất là nhiều sản phẩm như thế này. Rồi em vừa livestream nữa, thế thì ai sẽ là người phụ của em trong cái việc này? Thực ra thì một mình em thì không thể làm được. Tất cả mọi thứ thì nó nhiều công đoạn. Em chỉ có là livestream thôi và quản lý mọi thứ, còn đóng hàng hay chốt đơn thì em có nhân viên của mình, có các bạn phụ mình và người nhà. Em đã bắt đầu buôn bán online này là 3 năm trước đây. Em ở trên Đắk Lắk á, thì em xuống Sài Gòn thì năm 2017 chơi với bạn bè, thấy bạn bè kinh doanh online bán hàng thì mình thấy chắc mình cũng làm được. Thế là học hỏi thì bán từ năm 2017 rồi, tìm kinh doanh về thời trang. Rồi bán các sản phẩm gia dụng này kia thì được một năm thì em tính mở cửa hàng để bán thời trang này này. Thì bắt đầu em bị cái căn bệnh đó, sau đó em phải dừng tất cả mọi thứ. Em chữa bệnh, điều trị rồi bắt đầu đến 2019 đó, thì em bắt đầu mới vực dậy. Ồ, vậy thì anh cũng đang rất muốn biết cái khoảng thời gian mà có thể nói là gần như là một cái gì đó nó rất là khủng khiếp đối với Khánh. Thì chắc có lẽ là chút nữa Quốc Thuận sẽ tâm sự với Khánh để hiểu rõ hơn về căn bệnh đó là gì. Anh sẽ trò chuyện với lại Khánh về câu chuyện của cuộc đời Khánh. Một cái cột mốc rất là quan trọng của cuộc đời Khánh. Thì thôi để em đảm nhận cái công việc khác. Em làm gì? Em kiếm chữa. Ai nói chuyện? Kiếm ai nói chuyện hả? Vì kiếm ai là kiếm ai? Rồi kiếm ai để mà kiếm ăn? Kiếm ăn thì dĩ nhiên là phải kiếm người mới kiếm ăn được. Chứ đói bụng rồi. Ủa nhưng mà Khánh ơi, em ở đây có mình hay là có người thân gì không? Trước đây thì em ở với đây ba mẹ luôn. Thì ba mẹ sẽ ở đây nấu nướng rồi cả gia đình ăn uống ở đây. Nhưng hiện tại thì công việc nó kiểu như đồ đạc em sao nhiều quá. Nó không có chỗ cho ba mẹ ở. Thì em thuê cho ba mẹ chung cư bên này. Thì bây giờ ví dụ bình thường trưa thì mẹ sẽ mang cơm qua đây cho em. Hay quá đó, tiện giờ cơm luôn. Vừa có người kiếm ăn. Đúng. Ở đây cũng đi qua đó gần thôi, 200m thôi. Ok Khánh. Đi nè. Và bây giờ là Ngọc Lan
đã đi qua bên nhà để mà thăm bố mẹ của Khánh. Anh Thuận muốn hỏi Khánh luôn, một lần mà em đi lên xe lăn như vậy rồi em di chuyển vậy thì là có ai phụ em không? Em làm hết. Rồi em xuống thử rồi. Bây giờ em xuống đây em hít đất cho anh xem là thi hít đất. Em thi hả? Trời ơi. Thi luôn hả? Dạ. Rồi em xuống nhanh coi coi. Rồi bây giờ em sẽ xuống. Đi xuống thì tay em ở đây, em bay bay xuống thôi. Rồi, nói chứ em xuống như này thôi. Đó, trời ơi. Đó, anh dẹp luôn nè. Dạ. Bây giờ mình hít hít đất nha. Dạ, được. Thích thì em với anh làm một... Không, anh là phải hít đất truyền thống rồi. Chứ bây giờ cái người nó nặng lắm, anh lên không nổi. Đó. Rồi, thử nghe. Rồi bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với màn thi hít đất giữa Tô Hòa Thuận và Tô Đình Khánh nha. Rồi chuẩn bị 1, 2, 3. Trời ơi con kìa. Tiếp nữa em. Trời ơi. Trời ơi. Ôi. 10 1 2 Anh có em hết hết khả năng hay là ôi gì được lại. Rồi anh có một cái sự khâm phục em. Tự nhiên không hiểu sao coi hết đất mà mình rất là xúc động. Chỉ biết nắm tay chúc mừng em cái. Rồi. Đôi tay nó chặt dữ lắm mà con ơi. Thôi giờ mình kéo tay cái đi. Dạ. Kéo rồi, là chặt luôn rồi đó. 1 Em không có tiền. Rồi. Rồi 2 3 Chắc anh Thuận nhường rồi. Không có nhường. Không có nhường đâu, thiệt, thô thiệt. Giờ em lên đi, hồi nãy xuống rồi đó, giờ lên đi. Lên đúng không anh? Lên. Lên thì nó cũng đơn giản thôi. Bắt đầu, 2, 3, lên. Đó. Đây, mọi người nhìn thấy không? Tất cả đều sử dụng đôi tay hết. Yeah. Hồi nãy em có nói là bị bệnh á. Yeah. Thì nhân đây anh cũng hỏi luôn rằng là em bị như thế này á, là do là bẩm sinh từ nhỏ hay là gặp một cái biến cố. Năm 2017 á, lúc đó em bao tuổi? Sài Gòn, em 25 tuổi. Dạ, thì vào tháng 4 2018 á, thì em cũng đang khỏe mạnh bình thường, làm việc bình thường vậy thôi. Thấy chân của mình nó bị tê, nó tê cái đầu ngón chân cái á. Sau đó bắt đầu là mình bị tê dần dần cái chân của mình. Rồi tự nhiên em cảm thấy em không có đứng được. Và mình cảm thấy là chân mình nó yếu yếu sao đó. Em đi đến bệnh viện Gò Vấp trước. Thì lên đó thì người ta mới chẩn đoán là giống như em bị thiếu kali máu vậy. Sau đó bác sĩ mới chuyển em lên bệnh viện 175. Lên đó lại xét nghiệm tiếp một lần nữa thì họ diễn dài là bị có một cái cục máu đông á, nó tắc ngay cái động mạch chủ của mình. Thành ra máu nó không lưu thông xuống được hai cái chân của mình. Và nó khiến cho chân mình hoại tử dần. Đến thời điểm đó lúc đó là chân em nó bắt đầu tím rồi. Nó bắt đầu chuyển sang cái trạng thái là bị hoại tử chân luôn. Đó, thì lúc đó bác sĩ nói em là chỉ còn cách là mời bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy xuống chẩn đoán một lần nữa thì mới ra được quyết định cuối cùng. Trường hợp mà căng nhất là có thể phải cưa chân. Thì nghe xong đến đó là em cảm thấy là lo. Và lúc đó gọi lên bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sĩ ở trên đó họ từ chối cái ca bệnh của em luôn. Họ đông ca bệnh rồi và họ nhìn thấy cái ca bệnh của mình nó quá nặng. Có nghĩa là chưa bao giờ một cái trường hợp nào mà tắc mạch máu mà trong một ngày mà phải biến chứng nhanh như vậy. Thì em nghĩ rồi xong là mình không biết đi đâu nữa. Trong 30 phút sau thì bên Chợ Rẫy là gọi lại xuống một lần nữa thì họ mới đồng ý là cho em chuyển tuyến lên. Nó rất là mừng. Và lúc đó là em bị đau đến mức mà giống như chân của mình nó muốn nổ tung ra vậy. Bởi vì cái mạch máu của mình nó bị cứng rồi, nó khô, nó cứng mà nó tắc ở đó. Nó không lưu thông thì chân của mình nó phù lên. Thì lên đến bệnh viện Chợ Rẫy á là đúng vào lúc đó là phải hơn 12 giờ khuya. Thì lên đó thì bác sĩ cho em vô phòng cấp cứu. Nằm trong đó thì cảm tưởng như là mình nằm trong một cái phòng mà rất là nhiều bệnh nhân, toàn bệnh nhân nặng thôi. Thì em bảo là thôi, kiểu này là mình không thể sống được rồi. Thì một lúc sau thì bác sĩ ở Chợ Rẫy mới ra chuẩn đoán thêm một lần nữa. Thì bác sĩ mới thông báo với em là em phải cưa chân, chứ bây giờ không còn cách nào để mà cứu được. Sau khi em nghe cái thông tin đó thì hai đứa em của em á, lúc em đi với hai đứa em của em, nó mới chạy ra hỏi anh bây giờ phải làm sao. Em chỉ suy nghĩ và nằm một lúc, em mường tượng cái hình ảnh của mình nếu như mà phải cưa chân thì phải làm gì. Rồi em nhìn về những cái hoàn cảnh mà bị khuyết tật hay là những người kém may mắn mà em gặp ở ngoài đời họ làm gì. Thì tự nhiên lúc đó em hình dung ra hình ảnh em lúc đấy, xem mình có thể chấp nhận được không. Thì tự nhiên em cảm thấy là mình chỉ cần được sống thôi. Và lúc đó bác sĩ cũng nói là em cưa đến đùi thôi thì có thể sau này lắp được chân giả. Lúc đó rồi là tới đây bây giờ hết cách rồi, mình phải chấp nhận thôi. Thì em đồng ý phẫu thuật, thì em đồng ý ký giấy. Mà trước khi ký giấy thì em gọi điện cho ba mẹ của em thông báo em bị vậy đó. Và ba em hoảng hốt luôn thì không biết phải nói gì nữa cả. Em chỉ thông báo là rồi em nói là ba mẹ sắp xếp sáng mai xuống sân bay rồi xuống đây với con liền.
chỉ mong gặp lại ba mẹ thôi. Nếu có chết thì cũng muốn gặp lại ba mẹ lần cuối. Nếu kịp thì sau khi cuộc điện thoại đã xong thì em nói em là ký giấy. Em cũng nói những lời cuối cùng cả kiểu như là trăn trối với ba mẹ rồi. Quay clip kiểu như là lời nói cuối cùng đó. Có quay clip luôn. Dạ. Sau đó 6 giờ sáng là em được phẫu thuật phải cưa chân. Thì sau ca phẫu thuật đó là em nằm trong phẫu thuật là tầm 5 tiếng. Thì lúc em tỉnh dậy thì khi đó em đưa hai cái tay của mình vào thế này, mình sờ đúng hai cái chỗ cắt cụt luôn. Thì sau khi em sờ hai cái tay của mình vào hai cái mỏm cụt đó, thì mình mới bắt đầu mới biết là mình cắt chân rồi. Tỉnh dậy tiềm thức em gọi tên em hai lần, em nhắm mắt thôi nhưng em vẫn gọi hai lần là Tô Đình Khánh, Tô Đình Khánh, để em xác định là có phải mình sống hay chưa. Thì khi em biết là đúng là mình rồi thì em mới sờ tay xuống đùi là đúng cái hai cái móng cắt luôn. Thì em đó mới biết mình còn sống thì mình mừng, nhưng mà biết là mình cắt chân thì mình mới thể mình cắt chân, mình phẫu thuật xong rồi. Anh rất muốn biết khi mà em sờ hai cái tay mình vào cái móng cắt, cái lúc đó đó, cái khoảnh khắc đó, em nghĩ cái gì trong đầu? Thực sự mà lúc mà em từ một người bình thường chỉ cách đó một ngày thôi, sau ngày hôm sau thì mình mất đi hai chân đó, em sờ vào đúng hai mỏm cụt mà em tỉnh dậy thì sự lúc đó em buồn, em chỉ chờ chạy hai vào mắt thôi. Và lúc đó mình cũng không có phản ứng gì nhiều cả, mình kiểu như mình chấp nhận luôn rồi. Dĩ nhiên là từ từ cái thuốc mê nó cũng bớt dần, em phục hồi lại. Thì những lúc mà em bình tĩnh trở lại đó, và nhất là khi nhìn xuống, cái khoảnh khắc nào mà em đáng nhớ nhất? Một cái chi tiết đáng nhớ nhất trong cuộc đời em đó là khi mà em gặp lại bố mẹ. Cái giờ mà em vào phẫu thuật là đúng cái giờ ba mẹ ở trên Đắk Lắk bay xuống đây luôn. Thì bay xuống thì em phẫu thuật rồi thì chỉ có biết đợi con mình ở ngoài bệnh viện thôi. Lúc mà khoảnh khắc gặp lại ba mẹ và mọi người thì không ai dám khóc hết, chỉ có là mẹ vào ôm chầm lấy mình thôi. Thì một người mẹ mà nhìn thấy con của mình như vậy thì thực sự là sốc. Thì mẹ em cũng cố gắng kìm nén cái cảm xúc đó. Thì khi đó em không nói lại mẹ là con vẫn sống, con không sao. Để động viên lại mẹ thôi. Rồi bố thì sao? Nói là họ có kiềm nén tốt hơn. Đó là lý do mà em thương bố mẹ em rất nhiều. Thật sự mà nói là rất là khó chấp nhận. Nó rất là sốc, phải nói một cú sốc nó quá lớn luôn. Nhìn con mình cao to, bỗng đùng một cái vào, con mình chỉ còn có phân nửa đó. Biến cố lớn nhất mà cả gia đình em phải gánh chịu ngay lúc đấy. Thì sau khi mà nhìn thấy em như vậy thì thực sự lúc đó chỉ có động viên nhau thôi, tiếp tục để mà tiến về phía trước. Dạ cô chú ơi. Dạ có ạ. Ồ chào. Dạ con chào cô chú. Đây có phải là nhà của ba mẹ của bạn Khánh không ạ? Dạ vậy là cô chú là ba mẹ của Khánh. Dạ con chào cô chú, con đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Dạ cho phép con được vô nhà rồi xin phép cho con được trò chuyện với cô chú nha. Dạ chắc là hôm nay con phải khơi gợi lại một cái câu chuyện buồn của gia đình mình. Đó là câu chuyện một cái biến cố của Khánh mà con biết là bậc làm cha làm mẹ khi mà mình trải qua một cái câu chuyện như vậy thì mình rất là đau lòng. Nhưng Khánh lại là một cái nhân vật mà truyền cảm hứng. Khi mà Khánh phát hiện ra căn bệnh của mình, cái ngày mà Khánh gọi về báo cho cô chú thì lúc đó cô chú đón nhận cái tin đó nó như thế nào? Lúc mà nó gọi về thì 10:30 rồi. Lúc khi nào là tím nó cứ đập thình thình, lúc khi nào cứ chạy vào chạy ra chắc không biết chứ cả. Lúc đó thì cô hoàn toàn không biết gì hết, chỉ có một cái linh cảm của người mẹ làm cho cô bối rối. Nhưng còn chú lại là cái người mà trực tiếp nghe được cái tin đó. Thì lúc đó là giờ em chú này là không biết là thật hay ảo, tiếng là giấc mơ á. Thì quật dậy thì con nói điện thoại là ba mẹ về xuống vì con bị cắt chân đâu phải xuống gấp. Lúc đó là cũng luông điên á, cũng đồn ngột cũng giảm báo với vợ á. Hai cô chú là tức tốc. Ngày hôm sau sáng mai là xuống sân bay là xuống, là xuống thẳng bệnh viện luôn. Xuống thẳng bệnh viện nó 12 giờ trưa. Từ máy bay vô đến bệnh viên nó nghe này Khánh phẫu thuật xong rồi mà bị cắt chân. Thì cô nghĩ này chắc cô lèo cắt từng đi, cô nghĩ trong tấm trang vậy. Tức là mình hay được tin con mình bệnh, rồi biết được con mình là phải cắt đi cái đôi chân. Nhưng mà đến khi mà vô gặp được con trực tiếp rồi á, thấy cái tình trạng của con là mất hẳn hoàn toàn hai cái chân luôn. Nó nói cô như thế nào cô? Vào thấy con hai cục bóng thương à. Cô chú cũng nghĩ là nó quay về nữa đâu. Khi mà đẩy vô phòng mổ lần thứ hai, lần đầu thì cô cũng gặp. Lần thứ hai đẩy vô phòng mổ thì
cô tiền nó cuối cùng cô đẩy nó vào đây, hai mẹ con cô úp mặt sát nó, cô này con niệm Phật đi với bố đến cửa đấy, cô này con cố gắng nhà mạnh mẽ thôi. À, quay ra đây vì mẹ, vì bà, vì các em, vì mọi người đang đợi con ngoài á. Nhưng có bỏ mẹ, bố với người đi có gì thì nhờ bác sĩ con được con tát á. Thì có bác sĩ nói là con gì nữa mà tát. Con nghĩ cái khoảng thời gian đó, những cái khoảnh khắc đó mình không có từ ngữ nào để có thể diễn tả được cái cảm giác của cô chú đâu. Cô chú nếu mệt sáng mà nó sống tí. Nhưng mà đã đến cuối cùng là cuộc phẫu thuật thành công. Ừ, hai lần. Và Khánh sống. Mà coi như là cô chú đã có thêm một cái phần gọi là sức mạnh và động lực. Nếu mà đùi á, thì là tới đây. Dạ đúng. Nhưng mà tại sao em lại lên tới gần thắt lưng luôn? Đó. Nhưng mà không may thì cái vết thương đó của em nó lại hoại tử lên tiếp cách tầm chưa đến một tuần. Lúc đó nhà em cứ tưởng chừng như là thôi, bây giờ chấp nhận mà cố gắng làm sao để chăm sóc em để bình phục lại rồi sau này lắp chân giả này kia. Thì em cũng trong cái niềm hy vọng như vậy. Rồi mấy ngày sau bác sĩ lại vô thông báo với gia đình một thông tin là em bị hoại tử lên đến phần trên tiếp, bây giờ phải phẫu thuật thêm một lần nữa. Lần này là phải tháo luôn khớp háng. Trời ơi. May ra mới giữ được tính mạng lại. Thì lúc đó bác sĩ nói nhà em là một cái ca phẫu thuật, đại phẫu thuật luôn. Là mất đi đôi chân như vậy thì nó rất là mất nhiều sức và nhiều máu. Và phải phẫu thuật tiếp một lần nữa mà cưa đi nửa người nữa thì thực sự là không thể nào mà tin là mình có thể sống được luôn. Thì bác sĩ nói với gia đình là bây giờ phẫu thuật cũng chỉ là một cái phương án cuối cùng thôi. Thì bác sĩ cũng nói với em là bây giờ tỷ lệ sống rất là yếu bởi vì sức khỏe em lúc đó không có nhiều. Thì nói gia đình em là về chuẩn bị tâm lý và chuẩn bị hậu sự luôn. Thì ba mẹ em nghe xong thông tin đó là mẹ em sốc và cả gia đình em sốc luôn. Và kiểu như là coi như đây là một cái lần phẫu thuật cuối cùng và một cùng là cái cuộc gặp ở cuối cùng giữa em và tất cả mọi người luôn. Và lúc đó em cũng kiểu như là chuẩn bị tâm lý luôn. Là em nghe luôn? Dạ em nghe luôn. Thì chiều cái hôm mà phẫu thuật đó, em gọi tất cả mọi người vào luôn xuống dưới cái tầng trệt của bệnh viện đó. Thì em được ra đó gặp mọi người thì em kiểu như chào mọi người vậy. Em chào mọi người xong, mẹ em là người đẩy em vào cái phòng phẫu thuật đó. Thì em cứ nằm thì em cứ ngước cổ ra sau thế này. Thì nhìn thấy mẹ, cái hình bóng mẹ cứ đẩy mình vừa đi vừa khóc. Cái lúc mà khoảng khắc đi vào cái phòng cửa đóng lại, mẹ mới ghé sát tai mình. Mẹ nói với em một câu là Con phải sống, phải quay trở ra. Bởi vì có ba mẹ và anh em và bạn bè con đang chờ con ngoài này. Câu đó nó làm cho mình, mình phải sống. Mình phải sống để mình không muốn vô đó và mình không quay trở lại nữa. Và tự nhiên nó làm cho mình, nó giống như một cái gì có kỳ diệu này, thực sự. Đến giờ phút này em cảm thấy là cái câu nó làm cho em vực dậy luôn. Em vô phòng mổ đó, em cái tinh thần sống của em nó cao luôn. Em bảo bác sĩ phải cố gắng cứu cháu. Cháu không muốn chết, cháu phải ra để gặp lại bố mẹ này kia. Xong rồi em phải cách ly tận 10 ngày trong phòng cách ly đặc biệt luôn. Đó là cái ca phẫu thuật thứ hai mà em phải đối diện là bây giờ cắt nửa người như vậy đó. Sau 10 ngày em được ra ngoài và em gặp mẹ em gặp bố em và em gặp những người thân của em, nó như thế nào? Cái lần gặp thứ hai đó thì người gặp đầu tiên là mẹ. Khi mà mẹ nhìn thấy con trai của mình cắt đi nửa người, thực sự giống như cảm xúc lúc đầu, nó đau xót không còn từ gì để nói. Em thì lúc đó cũng cố gắng làm sao nó kìm nén cảm xúc của mình thôi để không làm để cho mẹ khóc nhiều hơn nữa, bởi vì em biết là mẹ khóc rất là nhiều cái khoảng thời gian vừa rồi rồi. Tầm đâu nửa tháng em bắt đầu được chuyển ra phòng điều trị, lúc đó mọi người bắt đầu chăm sóc em. Anh nghe qua câu chuyện của em, nó là một phép màu, nó là một sự diệu kỳ mà có thể nói là chúng ta không thể nào lý giải được. Có bao giờ mà mình dở cái vết thương của con mình ra mà mình có chứ, mình thấy rồi cái mình bị đau lòng mà mình gục ngã toàn khóc chứ, có đâu phải động viên con. Nói nhiều khi nó đôi khi nó khóc, nó bên đêm nó khóc dậu thôi, thời gian mà mới bị nó khóc mấy lần, thấy mắt nó đỏ đỏ là thấy mẹ chỉ một cái lần nó nín liền. Cái thằng biết vì sao có cố nữa, không biết thằng có một cái phép mau chứ chú hẳn mà sao nó mạnh mẽ được. Cô thì chắc khóc rất là nhiều rồi, còn chú thì sao? Nhiều khi hai cha con còn muốn khóc nhưng mà nó còn một sự đồng viên đó, chống giảm khóc. Mà lúc đó cô chú có sợ là Khánh nó sẽ từ bỏ cái số phận này không? Có chứ, cô vẫn lo chứ, bởi vì nó bảo là nhiều lần là trống mẹ đi chợ để ở nhà từ ấy á. Nó nghĩ tiêu cực á. Khánh đinh chịt mấy lần nó nổi. May mắn là cô chú rất là kiên trì với Khánh. Con nghĩ á, cái động lực sau này Khánh mới có thôi, chứ ngay tại thời điểm đó vì quá thương ba mẹ. Cái ngày đầu tiên mà Khánh nó bắt đầu lại một cái cuộc sống mới á, cô nhìn thấy cái hình ảnh đó đó, cái cảm xúc đó của cô như thế nào? Cô vui lắm. Cô cũng vui mà từ những sức khỏe của khỏe khác liền á, mình mới cảm thấy mình lạc quá nữa, mình tin tưởng con á. Nó về nằm ở nhà điều trị một năm nữa mà có thời gian mà nó không muốn nói chuyện với ai nữa. Hồi nhiều khi mẹ chấm nó mà nhiều khi nó gắt mẹ,
Mình buồn nhưng mà mình để đúng lòng thôi. Có đâu mình biết là cảm xúc của con, cho nên là mình nén đúng lòng thôi, chứ mình phải giận con có đâu. Ở đúng nhà gần một năm trời mà nhiều khi anh kiểu tự kỷ á, tháo thời gian tháo từ những cái bữa mà Tết á cũng giao thừa đây vì bà nó vì khóc qua luôn, là từ những cả nhà khóc luôn. Là sáu đấy hắn chia sẻ đó, kể từ đó là hắn suy nghĩ lại bắt đầu với này sáu từ mình mới chưa làm cả gia đình phải buồn rồi kia. Lúc đó sao mà khóc chú? Chú nghĩ là hơi đỏ, nói trong con sống là chú cũng mừng, và cái sự mừng đó là coi như cũng có một cái sự buồn cho con. Dạ. Đó này là con nằm một chỗ thì rồi là sao đấy? À, ông ba cũng hồ cho có cứ từ những chú cảm thấy thương con nó chú khóc thôi. Con nghĩ rằng đàn ông á, cho nên là khi mà chăm con cả năm trời, chú giấu hết cảm xúc của chú, vừa sợ cô buồn, rồi vừa sợ Khánh lo nữa. Nên là chú cứ giấu hết thì mà đến một lúc nào đó chú không giấu được nữa. Chú không giấu được nữa. Và con rất là cảm ơn cô chú vì cái sự gọi là cố gắng của cô chú, cái tình yêu thương của cô chú dành cho con trai của mình. Chính cái đó làm động lực cho Khánh. Thôi bây giờ thì tới giờ cơm rồi, chắc là con nhờ cô chú nấu cơm để cho con ăn với anh Vinh ăn với cũng tới giờ cơm rồi, cho Khánh ăn nữa đúng không cô? Dạ, thôi giờ mình vô bếp cô ha. Dạ. Dĩ nhiên á, để mà có một cái tinh thần nó thật là sảng khoái, nó thật là thoải mái, và cũng phải có tập luyện, rồi cũng phải có tập vật lý trị liệu, hay là nói chung là em rèn luyện về cái cơ thể mình như thế nào. Tay của em nó teo hết. Nửa năm nằm trong bệnh viện thành ra là nó teo hết, nó không có sức. Tại mình không hoạt động. Đúng rồi. Và về đến nhà thì em cũng chỉ nằm một chỗ. Em nằm cũng phải nửa năm. Nói chung là cả một năm trời mình nằm một chỗ như vậy. Khi mà em bắt đầu quyết định vực dậy Tết năm 2019, nó một cái sự quyết định sáng suốt của em luôn. Nghĩa là lúc đó là mình nhìn thấy ba của mình thắp hương cho ông bà lúc mà đón cháu thừa, thì lúc đó ba em khóc òa luôn. Ba em khóc òa giữa bàn thờ như vậy, và tự nhiên cả gia đình khóc theo. Thì em hiểu được rằng là cái nỗi đau đó nó quá lớn. Nếu như mình cứ nằm một chỗ mình buồn bã, rồi mình chán nản, mình tiêu cực, thì chắc chắn những thành viên trong gia đình của mình sẽ không tốt. Giống như mình là một cái người làm cho cả gia đình mình tụt xuống luôn. Nó là cái động lực để em vượt qua được và em thay đổi chính mình luôn. Là lúc đó em bắt đầu là đứng dậy. Em không có ở trong nhà nữa. Em bắt đầu là mua xe lăn. Lúc đó em chưa dám đi ra khỏi nhà luôn. Em không dám bước ra phòng của em luôn. Năm Tết đó là em bắt đầu quyết định xuống nhà. Em bắt đầu ra ngoài mua xe lăn. Em gặp mọi người. Lúc đó em bắt đầu mới ngồi dậy. Em bắt đầu mới tập hít đất. Em tập làm sao cái cánh tay của mình có thể chống được cơ thì mình chạy khỏi cái giường ấy đã. Em bắt đầu thay đổi hoàn toàn luôn. Và lúc đó là gia đình em bắt đầu phấn khởi, mẹ ba mẹ bắt đầu vui hơn. Đúng rồi. Rồi em bắt đầu kiếm lại tiền bằng cách bán hàng. Rồi nó vực dậy kinh tế. Hay quá. Hồi nãy em có kể cái chi tiết là em quay là cái video clip là trăng rối đó. Là không biết là bố mẹ có xem chưa? Em cũng không nghĩ, không biết là đã xem hay chưa. Nhưng mà em quay nó, nhưng mà sau khi em tỉnh dậy em nghĩ là chắc hai đứa em của em chưa dám cho xem. Chút nữa đó, khi mà ăn cơm á, anh rất muốn trong cái chương trình mà nó đặc biệt như thế này, anh muốn bố mẹ phải xem được cái clip đó để xem con trai mình nói gì. Mình xem trước khi mà và chuẩn bị bước vào một cái cột mốc mà nó quá khủng khiếp như vậy. Rồi thôi bây giờ chắc có lẽ là tới giờ cơm trưa Khánh cũng đói bụng rồi. Bây giờ anh em mình về nhà bố mẹ để ăn cơm nha. Mời anh qua nhà em. Rồi đi. Wow, một bữa cơm chay. Dạ. Anh Thuận, đây là ba mẹ của em. Dạ, chào cô. Dạ, chào chú. Dạ, chào. Con giới thiệu với cô chú, đây là anh Quốc Thuận, người bạn đồng hành của con trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Em giới thiệu với anh, bữa ăn ngày hôm nay là do một tay của cô làm. Bữa một tay em chứ. Rồi mời chị với anh Quốc Thuận ăn cơm nhé. Bác mời các cháu. Dạ, mời chú. Mời gia đình anh. Chị Lan chỉ muốn hỏi Khánh về tương lai thôi. Tương lai gần đi. Bây giờ Khánh chuẩn bị gì cho những cái thời gian sắp tới của mình? Có cái kế hoạch gì không? Em thì thực ra thì những cái biến cố, những cái khó khăn thì qua rồi. Giờ thì mình chỉ hướng đến cuộc sống nó ổn định và lo được cho bố mẹ ổn định trước. Rồi sau đó em tiếp tục công việc của mình cho thật là tốt. Rồi cũng mong muốn là có một gia đình nhỏ của mình, cố gắng làm sao năm nay dành dụng tiền mua cho ba mẹ cái nhà ở đây, cho ba mẹ an tâm. Chú có mong Khánh lấy vợ sớm không? Đoàn là số 1 đấy chú. Đoàn là số 1. Bây giờ này, giữa cái việc mà lấy vợ và cái việc mà phải có nhà, thì chú mong cái điều gì trước?
móng Khánh lên vơi trước. Nhưng mà chị hỏi này nè, em đã từng vì muốn giải thoát cho một người con gái mà muốn cho họ có một cái tương lai nên em đã quyết định chia tay người bạn gái cũ. Vậy thì cái động lực gì để khiến cho em là bây giờ em lại muốn có một cái gia đình, muốn có một người vợ? Thực sự thì cái lúc mà em xảy ra biến cố cuộc đời, lúc đó thực sự em là người rất là tồi tệ. Gọi là nhìn về phía trước thì không nhìn thấy tương lai đâu cả. Thì em không muốn làm ai khổ hết. Chứ còn bây giờ thì em thấy là mình đủ tự tin và khả năng của mình để mà mình lo được cho cuộc sống của mình. Thì mình nghĩ là mình vẫn có thể là như một người bình thường khác thôi. Cũng muốn có một gia đình của riêng mình. Và người phụ nữ đó đã xuất hiện. Dạ. Thời điểm này thì cũng có một bạn là thương em. Thì em cũng hy vọng là tình cảm của tụi em sẽ phát triển tốt. Bạn đó là đồng hương hay là... Không, bạn ấy thì là khách hàng của em, mua hàng online. Bạn ấy biết em mạng qua mạng xã hội thôi. Nếu mà biết từ năm 2018 lúc em bị, thì vô tình gần đây thì bạn ấy mới nhìn thấy những video của em á, thì bắt đầu mới tìm lại được. Có nghĩa trong cái khoảng thời gian đó bạn vẫn đi tìm kiếm em nhưng mà không ra. Tại bạn ấy ở nước ngoài. Thì khi mà biết em và bạn ấy quyết định về Việt Nam. Ba mẹ thì lúc nào cũng lo là sợ không có ai thương. Nhưng mà này anh hỏi rất là thực tế nè Khánh. Ngoài việc kinh doanh buôn bán đó ra thì em có định là làm thêm những công việc gì nữa không? Em thì kinh doanh là chính. Và cái mong ước của em là mình mang những cái điều tích cực chia sẻ cho cộng đồng. Và những cái việc thiện nguyện thôi. Em nói thêm chút xíu về cái công việc thiện nguyện của em đi. Có những cái em chưa? Làm thiện nguyện thì cũng... Từ khi mà em khỏi thì em bắt đầu làm rồi. Là có nghĩa không phải là mình có nhiều tiền mà mình làm thiện nguyện thì em có thể là kết nối hay là mình có ít thì mình chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Thực ra em cũng là một người mà nhận được những cái tình cảm của những người khác khi mà mình khó khăn. Mình hiểu được rằng là khi mà mình được sự giúp đỡ đó đúng lúc như vậy thì nó làm cho mình đôi khi cứu sống luôn được cả mạng sống của mình. Thực ra bây giờ mà kể về các chuyến thiện nguyện thì thực ra em không kể hết. Đó thì em cũng cố gắng mình một tháng hay hai tháng gì đó mình kết nối với mọi người với nhau lại đi một vài nơi gì đó cuối tuần hay một tháng đi lần gì đó. Thực ra là em muốn cho đi nhận được lại rồi. Thật ra là trong cái ngày hôm nay thì những biến cố và những cái đau buồn và những giọt nước mắt không còn nữa. Thế nhưng xin phép cho Quốc Thuận nói lại chút xíu, tức là không biết là cô chú có biết rằng là lúc mà cô chú đang ngồi trên máy bay chuẩn bị bay vào thành phố Hồ Chí Minh khi hay tin con trai mình ở trong bệnh viện mà chuẩn bị phải đến với một ca đại phẫu thuật thì coi như là Khánh rất là sợ sẽ không kịp gặp bố mẹ nữa. Mà Khánh có làm một cái điều, đó chính là Khánh có quay lại một video clip gửi lại một vài lời với bố mẹ nếu như con không còn nữa, như là những lời trăn trối. Chắc có lẽ là bố mẹ cũng chưa xem đâu đúng không? Dạ chưa. Không biết là cô chú. Tại vì thời điểm đó là em cứ nghĩ là em có thể sẽ mất lúc đó nên quay lại. Thực ra là chưa có chương trình nào mà em đưa clip này cả. Hôm nay anh vẫn hỏi thì thực sự thì em cũng muốn chia sẻ lại cho ba mẹ coi. Để thực sự thì đau buồn thì nó qua rồi, mình cũng đón nhận nó rồi. Giờ coi lại thì cũng chỉ để biết thôi chứ cũng không có gì. Quốc Thuận xin thay mặt Tô Đình Khánh, Thuận sẽ mở video clip này để bố mẹ. Gửi ba mẹ, con xin lỗi ba mẹ. Anh trai đầu mà không, chưa làm được gì cho gia đình mình hết. Con xin lỗi, làm gia đình những năm con đau khổ vì con. Chưa bù đắp, bón đắp được cho ba mẹ gì cả. Đây có lẽ là video cuối cùng con nói chuyện ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ đã tôn trọng ý kiến quyết định cuối cùng của con. Dù thế nào đi nữa ba mẹ cũng đừng có buồn.
Thì ví dụ con có bệnh hệ gì đó thì còn hai thằng đó, con dặn rồi hai đứa, còn hai em. Con sẽ phù hộ cho ra cho mình, ví dụ con có vấn đề gì, ba mẹ cũng buồn, buồn khóc với con nhiều nhé. Con xin lỗi ba mẹ, đứa con bất hiếu, chưa báo đáp được tất cả. Chào ba mẹ. Ra thì mọi chuyện cũng qua rồi, trao hết con nhờ vẫn khỏe mạnh, vẫn ở đây thì ba mẹ phải an tâm. Lúc đó thì thực sự em cũng còn cách nào khác. Bây giờ thì nó qua rồi thì không có gì cả. Những giọt nước mắt của ba mẹ còn có những cái niềm hạnh phúc ở trong đó. Cái niềm hạnh phúc là tới bây giờ ở đây vẫn còn đang ngồi ăn cơm với đứa con mà gửi lời trăn trối cho mình. Thôi bây giờ là những cái đau buồn là qua rồi. Và chị Lan hy vọng rằng là ở cái tương lai gần này nè, những cái dự định ngắn của em sẽ thực hiện được. Và quan trọng nhất là em sẽ mau mau báo tin vui cho ba mẹ cũng như là cho chương trình được biết. Nhớ mời đi đám cưới, tôi thích đi ăn đám cưới lắm. Chương trình cũng sắp kết thúc rồi. Dạ. Anh rất muốn nghe cái lời của em dành cho mẹ, dành cho ba. Và một lời dành cho những người đã cùng kề vai sát cánh với em. Ba mẹ đã luôn đồng hành cùng con ở trong những cái lúc mà khó khăn nhất, hay là những cái lúc mà gia đình mình tồi tệ nhất, thì lúc nào gia đình cũng bên cạnh, tình cảm gia đình nó lớn. Và nhìn thấy các em của mình cũng yêu thương mình, em vẫn luôn tự hào là mình có một gia đình nó đáng để yêu thương đó. Thì chỉ biết là cảm ơn ba mẹ thôi. Còn để mà gửi lời gọi là cảm ơn và được nói một cái lời gì đó đến cho tất cả mọi người, thật sự Khánh biết ơn mọi người rất là nhiều, kể cả những người chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ. Cái lúc mà Khánh gặp khó khăn nhất, gia đình Khánh gặp khó khăn nhất, không biết bám víu vào đâu, thì nó như một cái cánh tay của tất cả mọi người trên tất cả mọi nơi chung tay. Cho mặc dù chưa biết Khánh hay là chưa từng gặp được Khánh, nhưng mà mình có một cái sự yêu thương, và những cái tình yêu thương đó gửi gắm cho Khánh, thì Khánh đã nhận. Và Khánh nhân tiện đây thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Khánh tin rằng những cái sự chia sẻ và tình yêu thương của mọi người gửi đến Khánh, Khánh sẽ không làm mọi người thất vọng khi mà Khánh được khỏe mạnh lại và sống một cuộc sống nó ý nghĩa, mà sống một cuộc sống nó có giá trị. Em cũng cảm ơn anh Quốc Thuận và chị Lan qua đây thăm gia đình của em và cho em được chia sẻ câu chuyện của mình. Và cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn một cái lối sống rất là tích cực của em. Thì trước khi kết thúc chương trình thì anh có đọc một cái bài thơ của thầy giáo Sa Lăng, cô Lâm, thầy đã từng lên chương trình Vợ Chồng Son của anh rồi. Tôi thích hết nguyên bài thơ, nhưng mà nó có bốn câu như thế này: trải qua bao nỗi trầm luân, chúng tôi chọn sống lạc quan trong đời, trên môi luôn nở nụ cười, sống vui tử tế với người trước sau. Một cái thông điệp nó rất là ý nghĩa thưa quý vị. Em có biết các anh ấy cũng qua các chương trình thôi. Thì mấy anh em cũng sắp tới sẽ có những cái sự kiện về cái truyền cảm hứng. Thì năm anh em thì cùng nhau chung tay và để tạo ra một cái những cái câu chuyện truyền cảm hứng đấy cho tất cả mọi người. Thì nhóm tụi em có để tên là năm anh em đấy. Và chúng ta có bài hát năm anh em trên chiếc xe tăng. Nhưng mà tụi sắp em tới tôi mong anh Nguyễn Nhật Trung bạn của Lan, anh hãy tặng cho các anh em bài hát năm anh em trên chiếc xe lăn, đúng không? Bài thơ đó là của anh Lâm viết tặng, viết cho năm anh em. Cảm ơn em, cảm ơn cô chú đã nhận lời tham gia chương trình. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.